Haza và Eunbum trước khi đi đến hôn nhân đã yêu nhau 10 năm. Nhưng vừa bước vào cuộc hôn nhân không lâu họ đã ly hôn, bởi vì Eunbum đã phản bội cô. Sau ly hôn, cuộc đời Haza như sang trang mới, trở thành luật sư nổi tiếng. Còn tên chồng phản bội thì trái ngược hoàn toàn, rơi vào con đường 30, không nhà, không tiền, không xe. 2. Xin chào mọi người. Hôm nay mình mang đến cho mọi người bộ phim mới ra siêu hot của Hàn Quốc chính là Người lạ từng yêu thương. Không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nội dung bộ phim. Oh Haza, nữ thần tố tụng giới luật sư, chuyên phụ trách về mạng hôn nhân và gia đình. Go Eunbum cũng là một luật sư nhưng lại trái ngược hoàn toàn với vợ cũ, sự nghiệp lênh đênh lận đận hậu ly hôn. Không ai ngờ hai con người trông hoàn toàn khác biệt này đã từng là vợ chồng. Sau khi hai người ly hôn, hàng tháng Eunbum phải trợ cấp một khoản tiền khổng lồ cho Haza. Chính vì thế Eunbum chẳng thể duy trì văn phòng luật sư của mình với lý do hết tiền. Không những thế, anh còn gánh trên vai khoản nợ khổng lồ và ngày nào cũng phải chịu cảnh có người tìm đến văn phòng phá phách đòi nợ. Ngược lại với Eunbum, vợ cũ Haza lại vô cùng thành công trong lĩnh vực của mình. Cô thường xuyên được mời lên sóng truyền hình để tư vấn luật hôn nhân và gia đình cho các cặp đôi. Bên này, Eunbum đang ở bến xe xem được bản tin đang được phát sóng trực tiếp của vợ mình. Chưa xem được bao lâu thì chủ nợ đùng cái xuất hiện chắn hết tầm nhìn. Eunbum cong đít bỏ chạy nhưng thất bại. Hai bên hai anh ấn Eunbum ngồi lại xuống ghế và tẩn cho một trận. Khó khăn lắm Eunbum mới bò lên được xe thì lại nhận được tin nhắn chủ nhà đòi bồi thường tiền vỡ cửa kính do chủ nợ phá. Eunbum cắn răng mở ngân hàng ra chuyển tiền thì đùng phát tiền không cánh mà bay. Thì ra hàng tháng trước khi ly hôn Eunbum đều quyên góp cho quỹ từ thiện, nhưng dạo này cuộc sống khó khăn nên anh đã hủy yêu cầu tự động chuyển tiền vào quỹ từ thiện hàng tháng, nhưng không hiểu sao tháng này vẫn bị trừ tiền. Nhìn số tiền cuối cùng đã bay mất, Eunbum bất đắc dĩ gọi điện đến người phụ trách quỹ yêu cầu hoàn tiền để trang trải cuộc sống. Bên kia, công việc của Haza phất lên như diều gặp gió, cô nổi tiếng đến mức ngôi sao nổi tiếng cũng biết đến và mời cô làm luật sư cho vụ ly hôn của mình, với lý do nghi ngờ vợ ngoại tình. Ô Haza cầm tài liệu vụ ly hôn, về công ty làm công tác chuẩn bị cùng các đồng nghiệp thì chồng cũ bước vào. Thì ra chồng cũ sau văn phòng phá sản đã gia nhập vào công ty của Haza. Không những thế, anh còn được phân công làm chung phòng ban với cô. Nhìn dáng vẻ của chồng cũ, đương nhiên Haza không thể chấp nhận lời đề nghị này. Cô ra sức phản đối với cấp trên nhưng bất thành. Cấp trên đã ban lệnh nhưng Haza vẫn chưa chấp nhận người đồng nghiệp mới đến này. Trở thành đồng nghiệp chưa đầy một giây, bọn họ đã đánh nhau ngay trước mặt mọi người trong công ty. Eunbum vô cùng hối lỗi về hành vi ngoại tình của mình trước đây. Anh cầu xin Haza hãy chấp nhận anh trở thành đồng nghiệp vì Eunbum sắp gặp đất để ăn đến nơi, nhưng nhận lại chỉ là cái đóng cửa của cô. Haza mặc kệ Eunbum tiếp tục đi làm việc. Cô tìm đến siêu sao yêu cầu anh ta thay đổi lời khai vì họ không đủ chứng cứ chứng minh vợ anh ta ngoại tình. Do đó họ cần thay đổi chiến lược để thành công thắng kiện. Đến ngày gặp mặt, siêu sao làm đúng như lời Haza bảo, nhưng đối phương vô cùng cứng rắn. Họ không chịu thỏa thuận mà muốn đâm đơn kiện lên tòa. Cả công ty cũng họp mặt gấp về việc này. Haza đau đầu vì không tìm được bằng chứng nữ diễn viên kia ngoại tình, thì Eunbum mở cửa bước vào cầm theo một tin tức bất lợi về phía Haza. Thì ra bên đối phương đã tìm được nhân chứng chứng minh siêu sao kia ghen tuông vô cớ nên bịa ra lý do mình ngoại tình để đòi ly hôn. Haza cầm theo bằng chứng đến tìm siêu sao kia đối chất thì nhận được câu nói rừng rưng bắt cô tự lo liệu của hắn ta. Haza tức điên lên nhưng không thể làm gì được hắn. Có lẽ vụ kiện này sẽ thất bại. Đang rơi vào bế tắc thì Eunbum bước vào yêu cầu hợp tác. Anh sẽ giúp cô thắng vụ kiện này với điều kiện cô phải chấp nhận anh trở thành đồng nghiệp. Cứ tưởng sẽ nhận lời chấp nhận hợp tác, ai dè bị cô đuổi ra ngoài không thương tiếc. Bị vợ cũ đuổi đi nhưng Eunbum không hề bỏ cuộc. Anh ngồi cả đêm chỉ để tìm ra kẽ hở giúp Haza xoay chuyển tình thế. Eunbum tìm đến Haza để tiếp tục thương lượng. Lần này Haza đã đồng ý nhưng một điều kiện cũng đã được đặt ra. Nếu Haza thua thì Eunbum sẽ phải rời khỏi công ty dưới mọi hình thức. Cả hai viết giấy cam kết, điểm chỉ, sau đó còn nói hợp tác vui vẻ. Nhờ có sự chỉ đường của Eunbum, phiên tòa của Haza thành công mỹ mãn và anh cũng chính thức được cô chấp nhận trở thành đồng nghiệp trong công ty. Hôm sau, mới sáng sớm Eunbum đã ló mặt vào phòng mời cô đi ăn mừng vụ hợp tác của hai người thành công mỹ mãn. Haza cũng nhanh chóng đồng ý, nhưng cô cũng nhấn mạnh với anh mình đi ăn tối cùng anh trên cương vị đồng nghiệp, chứ không phải vợ chồng cũ. Eunbum nghe cô đồng ý thì cũng chả quan tâm đến cô đi ăn trên cương vị gì, miễn cô đến là được. Tối hôm đó hai người đến nhà hàng như đã hẹn thì xuất hiện thêm kẻ thứ ba. Haza tưởng anh có hẹn trước nên định rời đi, nhưng đối phương lại nói mình đến đây để xem mắt và đối tượng xem mắt của anh ta là cô. Haza mắt chữ O mồm chữ A hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn tên đầu sọ Eunbum. Haza bất đắc dĩ phải đi xem mắt dưới sự lôi kéo của chồng cũ. Haza bị lừa một vố đau điếm cả buổi, chỉ ngồi chút giận lên thức ăn, nhưng có vẻ bạn xem mắt Eunbum tình cũng không tệ nên tạm thời được tha thứ. Hôm sau, công ty họ lại nhận một vụ ly hôn với lý do đối phương từ chối quan hệ. Cuộc họp mới bắt đầu được vài phút, Eunbum và Haza đã cãi nhau nảy lửa khiến giám đốc cũng phải đau đầu. Khó khăn lắm cuộc họp mới kết thúc trong yên bình, với kết quả hai người sẽ hợp tác trong vụ ly hôn này.
Hai người cùng đương sự đi đến gặp đối phương để thương lượng. Mặc dù đã cố gắng thương lượng nhưng đối phương cứ như một kẻ biến thái khiến Haza suýt phát điên. May mà có Eunbum ở bên cạnh ngăn lại. Eunbum rủ Haza đi ăn tối, nhưng cô từ chối ngay lập tức vì cô có hẹn đi ăn với đối tượng xem mắt mà được trước anh giới thiệu. Eunbum nghe xong có buồn một chút nhưng anh nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình, không để cho cô phát hiện. Phiên tòa đầu tiên diễn ra, phía Haza và đối phương tranh cãi nảy lửa. Cuộc chiến nảy lửa y như một trận bóng tennis. Với sự kiên cường của mình, Haza đã thành công khiến quan tòa yêu cầu đối phương phải đi khám sinh lý để thuận lợi hơn trong việc quyết định bên thắng kiện, nhưng việc đó chỉ là khuyến khích chứ không bắt buộc. Để anh ta phải tự động đi khám, Eunbum đã đến gặp mặt đối phương để trò chuyện. Eunbum hóa trang thành người cũng có vấn đề tại phần đó để trò chuyện với anh ta. Quả nhiên đối phương đã dính bẫy đồng ý đi khám. Eunbum vui vẻ kể chuyện cho Haza, cô nghe xong thì cười như điên sập cả ghế. Eunbum tấp vào lề kéo ghế lên cho Haza. Nhìn gương mặt Eunbum, tim Haza bất giác đập thình thịch như kiểu sắp rơi ra ngoài đến nơi. Buổi thỏa thuận tiếp theo đã đến, lần này đối phương cáo buộc nguyên đơn của Haza đã ngoại tình và bằng chứng là những đoạn tin nhắn tà lưa của hai người. Bằng chứng được đưa ra vô cùng bất lợi với phía Haza. Hai người đã có buổi trò chuyện với nguyên đơn. Haza vô cùng tức giận vì chuyện nguyên đơn ngoại tình mà vẫn đòi ly hôn, đã thế còn muốn thắng kiện. Nguyên đơn thì cho rằng vì người chồng vô năng nên cô mới đi ngoại tình, nên điều đó là lẽ đương nhiên và cô đã yêu nhân tình của mình mất rồi. Thấy tình hình căng thẳng, Eunbum đứng ra xoa dịu mọi người. Hành động đó của anh khiến cô hiểu lầm rằng anh đang cổ súy cho việc ngoại tình. Haza tức giận tẩn cho Eunbum một trận rồi bỏ về. Trên đường đi về, cô đã gặp lại chồng nguyên đơn và hai người đã có cuộc trò chuyện ngắn. Thì ra người chồng không hề muốn ly hôn vì anh ta còn yêu vợ rất nhiều. Lý do anh ta không quan hệ với vợ chính là do tác dụng phụ của thuốc. Anh ta bị hói nên đã uống thuốc kích thích mọc tóc. Thuốc đó gây ra tác dụng phụ làm giảm ham muốn, nên đã gây ra hiểu lầm không đáng có này. Haza khuyên đối phương hãy nói sự thật với vợ mình để được cảm thông và chia sẻ. Đối phương nghe những lời động viên của cô thì cũng nhanh chóng đồng ý. Người chồng đã nói chuyện với vợ nhưng lại không hề nhận được sự đồng ý quay lại. Sau vài ngày thì cả hai bên không đến gặp nhau nữa, mà cho luật sư tự dàn xếp công việc liên quan đến ly hôn. Có lẽ cả hai bên đã níu kéo, nhưng cuối cùng vẫn không thành công nên đã quyết định buông tay đối phương. Hai bên luật sư gặp nhau, luật sư đối phương liên tục chỉ trích phụ nữ chỉ biết sống trong dục vọng, còn được đà nói lây sang cả Haza. Cô tức giận định đứng lên tẩn hắn một trận nhưng đã được Eunbum nhanh chóng cản lại. Thì ra sau cuộc gặp mặt lần trước, Eunbum rút kinh nghiệm âm thầm ghi âm lại cuộc nói chuyện này. Anh đe dọa nếu đối phương còn nói ra những là xúc phạm đến phụ nữ nói chung và Haza nói riêng, thì anh sẽ kiện ông ta tội xúc phạm danh dự người khác. Haza bất giác rung động với hành động ngầu lòi của Eunbum. Vừa có hảo cảm một tí thì Haza bắt gặp Eunbum đi với một người phụ nữ mà có chết cô cũng không thể quên gương mắt đó. Người phụ nữ đó không ai khác chính là tình nhân của Eunbum, Ki Seo-hi. Haza lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi chỗ ngồi nhưng thực chất là đi gặp hai người kia. Cô chế nhạo đối phương thích sử dụng hàng second hand của mình, nhưng lại bị đối phương vặn lại cho không nói lên lời. Sáng hôm sau, Eunbum vừa mở cửa phòng đã thấy Haza ngồi sừng sững ở đó với cây bút sắc nhọn trên tay. Haza hừng hực khí thế tra hỏi hai người bọn họ tiếp tục gặp gỡ lại từ khi nào, trong khi ngày xưa hứa rằng sẽ không qua lại với nhau nữa. Eunbum khép nép ra sức giải thích đó chỉ là hiểu lầm. Cô ấy đến gặp anh chỉ để nhờ anh giành quyền nuôi con từ chồng cũ mà thôi, chứ hai người họ không có gì mờ ám cả. Haza đồng ý sẽ tin tưởng Eunbum với điều kiện anh hãy từ chối vụ đó. Eunbum giơ tay kháng nghị vì anh đã nhận tiền của người ta, nên phải giúp đỡ người ta đến cùng. Haza ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng bên trong vô cùng tổn thương rời đi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Để trả đũa Eunbum, Haza dùng mối quan hệ của mình để làm luật sư bên phía đối phương trong vụ án của anh. Eunbum nhận được tin thì trợn tròn mắt. Giám đốc sau khi biết tin cả hai như nước với lửa, cũng nhanh chóng gọi bọn họ vào phòng nói chuyện. Nhìn hai con người trước mặt, giám đốc cũng cạn lời, đành để họ tự xử cho nhanh. Đêm đó Eunbum nằm mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó anh và Haza hóa trang thành những tay súng trên sa mạc. Hai bên đang chuẩn bị quyết chiến thì Eunbum giật mình tỉnh giấc. Kết quả là anh đã đến muộn phiên tòa đầu tiên của vụ án. Phiên tòa chưa bắt đầu bao lâu hai người đã như chó với mèo cắn nhau chí chóe, khiến thẩm phán ngồi trên nhức hết cả đầu phải lên tiếng cản lại. Phiên tòa phải tạm hoãn để hai bên bình tĩnh lại. Về đến nhà, Haza tiếp tục tìm kiếm tài liệu trong vụ án, thì tình cờ tìm được một bức ảnh chụp hai vợ chồng thời sinh viên. Hai người họ đã trải qua ngày tháng sinh viên vô cùng ngọt ngào, nhưng hiện tại lại không thể như vậy nữa. Haza tiếc nuối nhìn bức ảnh ngày xưa. Cũng trong tối hôm đó, cô đã nói chuyện với đối tượng xem mắt do Eunbum giới thiệu. Cô thẳng thắn thừa nhận với đối phương mình vẫn còn tình cảm với Eunbum, nên không thể đồng ý hẹn hò với anh nhanh như vậy. Đối tượng xem mắt cũng thông cảm với cảm xúc của Haza và chấp nhận bọn họ sẽ xây dựng tình cảm đi lên từ bạn bè. Phiên tòa tiếp theo bắt đầu. Lần này phía Eunbum đưa lên quan toàn bằng chứng mấu chốt tố cáo thân chủ phía Haza bạo lực gia đình nên không có quyền nuôi dưỡng đứa trẻ. Phía
phía Haza cũng không yếu thế lập tức nộp bằng chứng đối phương rời đi không phải, do trầm cảm sau sinh mà lý do thực sự chính là, ngoại tình và tình nhân không ai khác chính là Eunbum đang ngồi đó. Eunbum nhanh chóng phủ định. Anh rút điện thoại ra định đưa bằng chứng cho quan toàn, nhưng vì một lý do nào đó anh ngay lập tức dừng lại hành động đó và nói rằng, vì mình muốn ly hôn, nên mới nhờ cô ấy đóng giả ngoại tình với mình chứ thực chất bọn họ không có gì. Haza biết được sự thật thì vô cùng bất ngờ. Phiên tòa kết thúc, Haza nhanh chóng bỏ lại nguyên chủ chạy theo phía Eunbum, nhưng vẫn không có được lời giải thích rõ ràng. Haza tức giận đá Eunbum một cái rồi yêu cầu anh hãy tự mình giải thích tất cả. Eunbum ngập ngừng nói ra lý do mình không phù hợp với cuộc sống hôn nhân, nên mới nhờ Seo-hi giả vờ làm tình nhân của mình để ly hôn. Haza nghe xong lý do thì cũng sảng luôn. Không muốn thì nói, chứ mắc mớ gì lại lấy lý do ngoại tình để ly hôn làm cô đau khổ như vậy. Haza về nhà cũng suy nghĩ lại những hành động mình đã làm trong quá khứ. Eunbum luôn luôn nhường nhịn Haza với mọi điều kiện, nhưng có lẽ vì thế cô lại càng được nước lấn tới. Có lẽ vì thế nên anh mới cảm thấy cuộc sống hôn nhân này ngày càng mệt mỏi dẫn đến quyết định ly hôn. Lúc này, phía nguyên đơn của Haza quyết định tự ý đưa con sang Mỹ, mặc dù phiên tòa chưa có kết quả đứa bé sẽ ở với ai. Vào thời khắc chuẩn bị lên máy bay, cô bé lấy cớ đi vệ sinh nhưng thực chất muốn ở lại Hàn Quốc với mẹ. Cô bé tự ý rời đi mà không may đã gặp tai nạn giao thông. Cũng vì chuyện đó mà Haza và Eunbum đã to tiếng với nhau. Anh cho rằng Haza biết chuyện nguyên đơn định đưa con bé ra nước ngoài, nhưng không ngăn cản nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc như vậy. Cả hai đều có lý do của mình nên không thể hiểu cho nhau. Eunbum biết mình đã quá lời với cô nên hôm sau anh đã trực tiếp đến xin lỗi cô. Haza cũng sai trong chuyện này nên cả hai lại làm hòa như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau vụ tai nạn, phía thân chủ của Haza đã từ bỏ quyền nuôi con và vụ án cũng kết thúc từ đây. Eunbum như thường lệ đi khám định kỳ với mẹ bỗng gặp hình dáng quen thuộc của bố vợ trong thang máy cùng một cô bé lạ mặt. Ngay sau đó anh nhận được cuộc gọi từ bố vợ. Hai người hẹn nhau ở một quán ăn gần đó. Bố cô hẹn anh ra để nhờ anh giữ bí mật với Haza về chuyện của bé gái anh đã gặp tại bệnh viện hôm nay. Bé gái là con của ông cùng một người phụ nữ khác. Bố cô không muốn cô biết sự tồn tại của bé gái đó. Ông không muốn Haza cảm thấy thất vọng về mình. Eunbum nghe vậy thì vô cùng đau đầu. Anh không có can đảm lừa dối Haza, nhưng cũng không đủ dũng khí để nói sự thật này với cô. Tối hôm đó mẹ vợ đã lâu không liên lạc cũng đã nhắn tin cho Eunbum, hỏi anh có rảnh không. Bà gọi Eunbum đến để nói rằng mình đã biết tất cả mọi chuyện và cũng mong muốn Eunbum giấu kín chuyện này với Haza. Nếu Haza biết chuyện này cô sẽ nhất quyết đòi bố mẹ mình ly hôn cho bằng được. Dưới sự thuyết phục của bố mẹ vợ cũ, Eunbum cắn răng đồng ý sẽ giúp họ giữ bí mật. Hôm đó, bọn họ lại gặp một vụ án giống y hệt trường hợp của gia đình Haza đang xảy ra. Nguyên đơn của cô sống với một người đàn ông nhưng không kết hôn và sinh con cho người đàn ông đó. Điều đặc biệt là người đàn ông đó đã có gia đình rồi. Bây giờ người đàn ông muốn cắt đứt với nguyên đơn của cô, đồng thời yêu cầu sẽ trợ cấp cho đứa con đi học đại học. Thái độ của cô vô cùng cứng rắn đối với trường hợp này cũng khiến Eunbum cảm thấy mình không thể giữ được bí mật này thêm một phút giây nào nữa. Eunbum chủ động làm hòa hoãn thái độ của cô nhưng bất thành. Càng nghe thông tin thân chủ của Haza, Eunbum càng sốc, sao càng ngày càng giống chuyện của bố vợ cũ vậy. Thấy điềm chẳng lành, anh gọi điện thông báo với bố cô và yêu cầu bác trai mô tả người đó, vì sợ rằng người đàn ông mà nguyên đơn của Haza nhắc đến hôm nay chính là ông. Sau khi nghe mô tả trong đầu Eunbum nghĩ thầm toang rồi. Anh không ngờ mọi việc lại trùng hợp đến vậy. Thân chủ của Haza lại chính là người bố cô đã ngoại tình. Bên này, Haza vẫn không biết gì vui vẻ hẹn hò đối tượng xem mắt. Thì ra trong thời gian làm bạn, Haza cũng có cảm tình với đối tượng xem mắt này. Hai người tay trong tay cùng nhau đi dạo. Người đàn ông nói rằng mình yêu Haza, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng bối rối trước câu nói đó. Haza đơ người ra một lúc rồi mới nói rằng mình cũng yêu anh. Người đàn ông vui vẻ ôm lấy Haza mà không biết rằng đó chỉ là lời nói dối của cô. Haza cảm thấy mình thật khó hiểu. Đối tượng xem mắt là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời, biết quan tâm người khác nhưng cô lại không tài nào thuyết phục bản thân yêu người đó, mà chỉ dừng lại ở mức có cảm tình. Hôm sau người phụ nữ tiếp tục đến tìm Haza nói rằng người đàn ông đó đã đe dọa mình. Eunbum nhìn người phụ nữ đó mà trong lòng thấp thỏm lo lắng sợ bà ta sẽ tiết lộ thông tin về người đàn ông. Anh lấy hết dũng khí gõ cửa mời cô đi ăn để nói chuyện. Eunbum cả bữa cứ ngập ngừng không nói. Anh hít một hơi lấy đà. Eunbum hẹn Haza đi ăn với dự định sẽ kể hết mọi chuyện cho cô. Eunbum đã lấy hết can đảm định nói ra nhưng lại bị gián đoạn bởi cuộc gọi của bố vợ cũ. Cùng lúc đó Haza cũng nhận được cuộc điện thoại của người phụ nữ kia. Anh đánh lạc hướng cô bằng cách bảo cô nhận cuộc điện thoại đó, còn mình thì âm thầm gửi tin nhắn nói đang bận cho bố vợ. Người phụ nữ đó gọi điện báo rằng mình đang ở đồn cảnh sát vì tội đâm người đàn ông đó. Eunbum nghe xong hoảng hốt giật điện thoại hỏi rằng bà ta đã làm gì bố của Haza. Nhưng người phụ nữ đó lại nói mình không quen người mà Eunbum đề cập tới. Toang rồi, Eunbum nhận nhầm người rồi. Haza nghe thấy tên bố mình cũng trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Eunbum nhanh chóng lấp liếm để tránh sự hiểm nghi của Haza nhưng bất thành.
Haza đương nhiên không chấp nhận lý do lấp liếm của Eunbum. Dưới sự áp bức của cô, Eunbum thành thật khai báo mọi chuyện với Haza. Cô nghe xong thì phụt cười thành tiếng, cho rằng anh đùa, vì vốn dĩ Eunbum có tính rất thích đùa. Sau cùng Haza ngẫm lại, mặc dù Eunbum có tệ đến mức nào cũng không thể lấy hạnh phúc gia đình người khác ra đùa được. Haza chìm đắm trong suy nghĩ, cuối cùng vượt cả đèn đỏ làm Eunbum sợ suýt chết. Hậu quả là hai luật sư đại tài bị cảnh sát tuyết còi phạt vì tội vượt đèn đỏ. Haza quyết định nhờ Eunbum đến đồn cảnh sát cùng đương sự, còn mình sẽ đến tìm bố để hỏi cho ra chuyện. Vừa bước vào nơi làm việc của bố, Haza thấy mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao về bố mình. Tờ rơi vứt đầy đất nói rằng bố cô là kẻ ngoại tình. Haza bình tĩnh bước đến trước mặt ông, tuyên bố mình sẽ làm thủ tục ly hôn cho mẹ, rồi tiêu sái rời đi. Haza trở về nhà dọn hết hành lý của mẹ, chuẩn bị dọn khỏi ngôi nhà đó, nhưng bà lại nhất quyết không đi. Bà nói rằng mình sẽ không ly hôn. Haza nghe những lời này của mẹ mình thì tức điên lên. Cô không hiểu vì sao mẹ lại nhất quyết không ly hôn với người bố ngoại tình của mình. Mẹ cô giải thích bà không muốn ly hôn vì cho rằng nếu mình ly hôn thì hai con người kia sẽ hiển nhiên đến với nhau, kết thành một đôi, và bà sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Bà sẽ khiến cuộc đời tên đàn ông đó phải chôn vùi bên cạnh bà. Được thôi, Haza thảo hiệp với mẹ mình, nhưng đồng thời cô cũng nói rằng nếu mẹ muốn ở bên người đàn ông đó thì hãy coi như không có người con gái như cô. Sáng hôm sau, Haza nhận được tin nhắn từ mẹ mình. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, bà đã quyết định ly hôn và hỏi Haza cần chuẩn bị những gì. Haza buồn bực nằm dài trên ghế than thở với anh, nhưng nhìn anh còn chán đời hơn cả cô. Thì ra hôm đó, sau khi Eunbum đến đồn cảnh sát, Haza đã báo rằng cô không đến được nên bất đắc dĩ anh nhận vụ án đó. Từ một luật sư mảng ly hôn giờ đây chuyển thành mảng hình sự, khiến anh bận tối mắt tối mũi. Haza thấy cũng tội mà thôi, cũng kệ, chỉ biết cảm ơn anh vì đã nhận vụ đó thay mình. Nhận được lời cảm ơn từ Haza, khóe miệng Eunbum cứ nhếch lên mãi thôi. Haza đến tìm gặp bố mình để đưa cho ông tài liệu vụ ly hôn. Nhìn ánh mắt của bố, Haza cảm thấy vô cùng bối rối. Cô rất yêu bố mình nhưng cũng không thể vì thế mà tha thứ cho hành động của bố. Bố cô quỳ xuống cầu xin cô hãy thuyết phục mẹ. Haza vô cùng bức bối rứt tay người bố ra. Một bên là bố, một bên là mẹ, cô là người đứng giữa nên cũng rất đau đầu, không biết nên chọn con tim hay nghe lý trí. Cuối cùng Haza nghe theo lý trí, soạn thỏa thuận ly hôn chuẩn bị đem về cho hai người ký, thì nghe được tin sốc từ đồng nghiệp. Thì ra vụ án Eunbum nhận thay cô theo lẽ bình thường có thể thắng một cách dễ dàng, nhưng nạn nhân lại đột ngột qua đời khiến vụ án rơi vào bế tắc, phía Eunbum chắc chắn không thể thắng kiện. Con gái của Nguyên Đơn đã đến tìm Eunbum. Cô bé năn nỉ Eunbum hãy giúp mẹ mình vì cô tin rằng mẹ mình không phải là người như vậy. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủ đó, Eunbum đến tìm người phụ nữ. Người phụ nữ sau khi nghe tên con gái thì rơi nước mắt, nói hết sự thật với Eunbum. Thì ra bà không hề muốn đả thương ông ta, nhưng ông ta liên tục đe dọa sẽ đụng đến con gái bà. Trong lúc tức giận, bà đã làm ra hành động dại dột đó. Eunbum mệt mỏi trở về văn phòng suy nghĩ giải pháp. Haza nhìn anh mệt mỏi như vậy liền vào hỏi thăm. Nghe câu chuyện của cô bé, Haza lại nhớ đến bản thân mình. Cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cô bé đó, vì có thể đứng lên bảo vệ mẹ mình mặc kệ lời ra tiếng vào nói mình là con ngoài dã thú đi chăng nữa. Haza mang một bụng đầy tâm sự đi hẹn hò với đối tượng xem mắt. Cô kể hết mọi chuyện cho cậu, nhưng cậu lại nói ra những lời khiến cô bực mình. Haza tức giận cãi nhau với anh ta. Cô bực bội về kể chuyện với Eunbum, thì đối tượng xem mắt cũng gọi điện cho anh đòi tâm sự. Haza nhanh chóng chạy đi không muốn đụng mặt, nhưng cô tính không bằng trời tính. Hai người gặp nhau ngay dưới hầm để xe. Anh ta không muốn Haza và Eunbum làm việc với nhau nên đã yêu cầu cô chuyển chỗ làm việc. Đương nhiên Haza không đồng ý. Cô không muốn vì một người mới chỉ yêu được vài tuần mà phải bỏ đi chỗ làm mình đã gắn bó bao năm. Vì thế hai người đã quyết định đường ai nấy đi. Haza có buồn đôi chút, nhưng cô nhanh chóng vực dậy tinh thần tiếp tục công việc. Cô mang giấy ly hôn về nhà cho bố mẹ đóng dấu. Mẹ cô khó khăn lắm mới đủ dũng khí đóng dấu thì Haza lại lấy tay chặn lại. Cô muốn bố phải đền bù tổn thất cho mẹ bằng cách tăng tên tiền trợ cấp sau ly hôn. Mẹ cô nghe xong thấy con gái mình thật sự rất bất hiếu khi xui mẹ đòi tiền trợ cấp từ bố. Cô nói ra những lời như vậy làm bà tổn thương lòng tự trọng. Bà tức giận xé giấy ly hôn ngay trước mặt Haza. Mẹ cô quyết định không ly hôn với điều kiện ông không được thừa nhận đứa con ngoài dã thú đó. Haza rất không muốn nhưng vẫn tôn trọng ý kiến cuối cùng của mẹ mình. Cả gia đình vừa nguôi ngoai thì đứa con ngoài dã thú đó đã xách vali đến đòi vào nhà cô ở. Haza bình tĩnh nói muốn đưa cô bé về nhà, nhưng cô bé lại gân cổ lên cãi. Haza nói rằng mình cũng là con gái của bố nên cũng có quyền ở lại trong căn nhà này. Haza tức điên người dạy cho cô bé một bài học về luật pháp đảm bảo nhớ đến già. Hai người đang cãi nhau thì thấy mẹ Haza xách vali rời khỏi nhà. Haza nhanh chóng bỏ lại cô bé chạy theo mẹ mình nhưng không kịp. Cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như hiện tại. Haza gọi điện cho Eunbum tâm sự và nói rằng hiện tại chỉ muốn chết quách đi cho xong. Haza cảm giác toàn thân rơi xuống vực thẳm không đáy. Ngay thời khắc quan trọng nhất, Eunbum đã xuất hiện và kéo cô ra khỏi vực thẳm đó. Hai người uống say bí tỉ và người khổ nhất chính là Eunbum.
Anh ngồi nghe Haza tâm sự cả buổi tối xong còn phải thực thi nhiệm vụ vác con sâu rượu về nhà. Sau bao ngày ly hôn, đây là lần đầu tiên bọn họ lại ở cùng nhau trong một căn phòng. Sáng hôm sau Haza tỉnh dậy thì thấy bên cạnh xuất hiện một Unbum, cởi trần đang nằm cạnh. Cô giật mình thon thót, nhưng cũng mặc kệ vì dù sao hai người cũng đã là vợ chồng nên không ngại ngùng. Ngồi trong phòng làm việc, Haza cứ vẩn vơ nghĩ về những hành động của Unbum đối với mình dạo gần đây rồi bất giác mỉm cười. Chết toi, Haza rơi vào lưới tình với chồng cũ. Cô nhanh chóng tát cho bản thân vài phát để trấn an tinh thần. Trong thời khắc quan trọng, Haza đã đưa ra một quyết định trọng đại, cua lại Unbum. Cô dừng ở nhà xe canh lúc Unbum đi xuống thì nhảy ra bắn tin nói em yêu anh. Unbum nhìn Haza như sinh vật lạ rồi từ chối ngay và luôn. Vừa về đến văn phòng Unbum lại nhận được tin nhắn từ Haza, lần này anh cũng từ chối luôn cho nhanh để còn làm việc. Sáng hôm sau, Haza mò vào phòng làm việc của Unbum nhưng lần này anh đã có chuẩn bị. Unbum ban lệnh cấm cô bước vào phòng làm việc của mình. Tưởng đã thoát khỏi móng vuốt của Haza nhưng không. Cô chơi lớn đu dây thừng trước của sổ phòng làm việc khiến Unbum sợ hết hồn. Haza tỏ tình với anh qua khung cửa sổ, thì đột nhiên dây thừng đứt phụt và Unbum cùng tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Anh vô thức nhìn ra cửa sổ, vừa quay đầu thì thấy ngay Haza trước mắt với hai trái tim to đùng. Unbum cầm áo cùng Haza ra ngoài nói chuyện. Cô lấy hết dũng khí tỏ tình với anh. Dù trong quá khứ cô có chán ghét, ghê tởm anh như thế nào đi chăng nữa thì tình cảm với anh là thứ cô không thể chối bỏ và cô muốn nói rằng cô vẫn còn yêu anh. Unbum cho rằng đó chỉ là sự tiếc nuối của Haza, nên vẫn còn cần thời gian để suy nghĩ. Hôm nay là ngày phán quyết của vụ án Unbum nhận hộ Haza. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Unbum đã thành công giảm án cho nguyên chủ xuống mức thấp nhất. Sau phiên tòa, Haza nhắn tin hỏi thăm kết quả tiện thể tỏ tình với anh. Cô quyết định đây sẽ là lần cuối cùng tỏ tình với anh, nên cô chỉ dám tỏ tình qua tin nhắn. Nhưng ai ngờ Unbum đã gọi điện lại và hẹn gặp cô để nói chuyện đàng hoàng. Hai người hẹn gặp nhau tại một nhà hàng. Haza vui vẻ dặm lại lớp trang điểm đợi Unbum. Cùng lúc đó, Unbum bước vào nhà hàng thì thấy một bóng dáng quen thuộc cũng ở đó. Anh nhanh chóng nấp đi rồi mật báo với Haza rằng có đồng nghiệp ở đây, mau chạy chỗ khác. Haza nhận được tin nhắn thì chuồn lẹ. Hai người nhìn bộ dạng trốn chui trốn lùi của nhau mà bật cười rồi nắm tay nhau đi trốn. Cả hai đổi địa điểm thành nhà của Haza. Hai người vừa uống rượu vừa nói hết ra những lời từ tận đáy lòng. Hai người đã hàn gắn thành công. Vừa hàn gắn được mấy phút, hai con người đã dành ra 100 phút cuộc đời để cãi nhau. Thì ra, Haza nhận được cuộc gọi về một vụ ly hôn với lý do không muốn có con. Haza cũng nhân chuyện này đề cập đến việc có con với Unbum, nhưng anh lại không muốn có con vì nhiều lý do khác nhau. Hai người khẩu chiến 100 hiệp bất phân thắng bại, cuối cùng quyết định để sau tính. Sáng hôm sau, Haza tủm tỉm mà vào phòng làm việc của Unbum, sau đó khóa cửa, đóng rèm như chuẩn bị làm điều gì mờ ám. Hai người lén lút hẹn hò công sở. Nhiệt độ vừa tăng thì lại nguội lạnh vì cái gõ cửa của đồng nghiệp. Hai người nhanh chóng tách ra rồi giả vờ như không có gì bước ra ngoài. Sau đó, hai người trốn làm đi chơi ôn lại kỷ niệm xưa. Rồi tiếp tục là cùng nhau đi ăn, đi chơi rồi cùng nhau trải qua một đêm nóng bỏng. Tình cảm của họ càng ngày càng thăng hoa. Cả hai thường xuyên đi hẹn hò nhưng lần này nó lạ lắm. Hai người đang ăn tối vui vẻ thì bùm, mẹ Unbum xuất hiện ngay trước mặt khiến hai người sốc không ngậm được mồm. Anh nhìn em rồi em lại nhìn anh, hai anh em ta nhìn nhau mà không biết nói gì. May thay mẹ anh, cũng không nói gì chỉ trực tiếp nhét thẻ đen vào tay con trai rồi đi chơi mất. Có vẻ mẹ anh đã chấp nhận chuyện hai người hàn gắn. Hôm sau, Haza có hẹn đi chơi với mẹ Unbum. Tại đây hai người đã thực hiện một giao dịch mang đẳng cấp thế giới. Haza nói rằng, bà hãy cho Unbum tòa nhà có giá trị nhất trong đồng tài sản kếch xù của bà với điều kiện anh phải thay đổi suy nghĩ không muốn có con của mình. Mẹ Unbum nghe xong sảng khoái đồng ý giao dịch. Tin đồn hai người hàn gắn cũng đã truyền đến tai mẹ Haza. Hôm sau, Unbum đen đủi cũng bị mẹ cô triệu tập đến nhà diện kiến. Trái ngược với mẹ anh, mẹ cô có vẻ rất gay gắt về chuyện này. Bà cho rằng Unbum đã lừa Haza nên nhất quyết bắt hai người chia tay. Unbum ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi và mong bà sẽ đồng ý chấp nhận họ. Để thực thi kế hoạch của mình, Haza dụ Unbum về nhà mẹ anh một chuyến. Vừa về đến nhà, mẹ đã ra điều kiện đó với anh. Mặc dù Unbum rất muốn tòa nhà đó nhưng anh ngay lập tức từ chối. Anh tức giận với mẹ mình rồi bỏ đi. Haza biết mình sai thật rồi vội chạy theo xin lỗi. Thì ra lý do anh tức giận là vì anh không muốn mẹ dùng tiền điều khiển mình thêm một lần nào nữa. Anh đã chịu đựng chuyện đó quá lâu rồi. Từ hồi anh còn bé tí, đến khi trưởng thành bà luôn đánh vào tài chính mỗi lúc anh làm sai chuyện gì đó, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất là không đạt điểm tốt. Bố mẹ anh cũng ly hôn vì tính khí đó của bà. Hơn thế nữa, lý do to lớn nhất Unbum không muốn có con là vì anh sợ mình không đủ tốt để hoàn thành trách nhiệm lớn lao đó. Anh đã từng có một người em gái, vì mẹ anh bận rộn ra ngoài kiếm tiền, nên trách nhiệm trông em gái được giao cho Unbum. Nhưng một sự cố không may xảy đến, em gái mải chơi nên đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Từ đó, tâm lý Unbum bị ám ảnh. Anh sợ mình không làm tròn trách nhiệm nên không muốn có con.
Haza nghe xong vội vã ôm anh vào lòng. Cô an ủi nói rằng đó không phải lỗi của anh, không ai mong muốn chuyện không may này xảy ra. Hôm sau, Eunbum đến tìm Haza thì nghe được cuộc trò chuyện của cô với mẹ mình. Có vẻ cô vẫn kiên quyết với chuyện muốn có con. Hai người đã cãi nhau vì chuyện đó, và lại quyết định chia tay vì không cùng quan điểm sống. Haza sầu đời đi nhậu cho bớt sầu. Dựa vào lời ra, cô gọi điện cho Eunbum khóc lóc nói rằng mình không hề có ý như vậy. Haza gọi liên tục mấy chục cuộc cho Eunbum, ngay trong đêm khiến anh nhức nhức cái đầu. Họ đang trong thời gian suy nghĩ lại về mối quan hệ. Hai người đã quyết định dừng lại. Eunbum sau đó lại phải chịu sự uy hiếp của mẹ mình. Nếu anh không chịu đi xem mắt và kết hôn, bà sẽ kiện anh và cắt đứt mối quan hệ mẹ con. Nếu thua kiện, Eunbum sẽ phải chịu khoản tiền đền bù khổng lồ 5 tỷ won. Vô số chuyện ập đến khiến thần kinh Eunbum không chịu nổi. Anh tìm đến gặp bác sĩ tâm lý và phải dựa vào thuốc an thần để bình tĩnh lại. Vừa về đến văn phòng, Haza đã chạy vào cầm áo và lôi anh đến bệnh viện. Thì ra mẹ anh bất cẩn bị tai nạn và nhập viện. Eunbum vội vã chạy vào bệnh viện với mẹ. Tại đây, dưới sự khuyên nhủ của Haza, anh đã nói ra những lời từ tận đáy lòng với mẹ và hai mẹ con, cũng đã làm lành với nhau. Eunbum cũng dành cả đêm suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Anh quyết định sẽ đi điều trị tâm lý, còn Haza cũng quyết định nghỉ việc tại cơ quan cũ để đến một nơi mới mẻ hơn. Có những thứ dù có duyên nhưng lại không có phận, thì cũng không thể đến với nhau, nhưng họ lại để lại trong nhau những kỷ niệm đẹp nhất. Haza và Eunbum tuy không thể là của nhau nhưng họ vẫn tôn trọng và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Bộ phim đến đây là kết thúc, tuy cái kết không quá hoàn hảo nhưng cũng đã để lại cho ta nhiều ký ức đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xem xong bạn có cảm nghĩ gì hãy comment cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Hẹn các bạn video sau.